quên. Vô phòng là nó cửa à? Dạ ngay vậy. Dạ ngay đâu, vô phòng là phải phá cửa, ai muốn gì cần gõ cửa thì mở. Ngọc ơi, không làm gì Ngọc ơi. Có vụ hả? Mở cửa mẹ Ngọc. Ngọc ơi, không Ngọc rất nhiều để ngày mai nó mua kẹo cho Ngọc. À, phòng này của con hả? Rồi, hôm của người ta mà quên thì người ta mở thì mới dám vô. À, ghê thiệt á. Hôm nay đi học vui không nào? À, ăn gì vậy? Cơm cơm. Ăn cơm, hôm nay đi học có vui hay không? Hôm nay cô có la con không? Không. Cô có thương con không? Có. Hay quá. Không, ba này. Ừ, ba xin lỗi. Đau mà. Dịch này rồi mẹ quýnh nó rồi, mẹ quýnh nó đừng khóc rồi. Mày à, đang xoay vòng bị trúng đầu đúng không? Đúng rồi, ừ. Mẹ quýnh cái tường rồi nha. Quýnh cái tường nha con nha. Mẹ quýnh cái tường rồi. Trời ơi, nay đẹp dữ vậy. À, là cái phòng này của nó hả? Chị Hai vô với. À, chị Hai nữa hả? Chị thương quá, đẹp quá. Chị Hai vô không kìa? Chị Hai có vô với em hay không? Hát cái bài nó hát hay lắm á ba. Hát là gì? Hát bài Phúc Biệt Ly hay á. Đâu hát cho ba nghe coi. Đâu hát cho ba nghe coi. Không, Phúc Biệt Ly coi. Hát rồi, ba hát dạo đi cho. Câu đầu là gì? Dạ 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 dạ. Đừng, tao đây hát mà ba. Ok ok, đang hát. Happy birthday do do happy birthday do to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Đúng không con? À đúng rồi hả? Sao nhạc nhẽo gì? Đêm gì đó. Đêm tên say gì đó. Đêm tên mà say, đêm tên say gì? Cái bài hát Phúc Biệt Ly của người ta đó, bài hát dạo đi người ta vô liền à. Câu đầu là gì? Đêm gì đó, ấm chăn gì đó. Sao vậy hai chồng này vậy? Nhậm nhí vậy? Ngọc ơi, tắm nè, người ta không có mời đám cưới nó mà rồi đi kìa. À vậy à, đi chi? Cô giáo không gì? Mà không mời em cưới nó. Không có mời Ngọc, mời Nhi thôi. Mà giờ nào đi kìa. Thì giờ đi luôn. Thì giờ phải chở nó đi heo rồi Ngọc ơi. Rồi, phải đơn giản mà tao tới đâu. Hả? Bắt mua ra ông nghe nhẹ. Hả? Cái gì? Bắt mua ra mày sắc cái vòng này mẹ. Đâu, đâu, đâu. Giá ở cạnh cũng quý vị. Màu vàng của con. Màu vàng của con hả? Đẹp dữ vậy trời. Nè, ai mua cái bông đẹp dữ vậy? Ai mua vậy con? Nhẹ. Nhẹ hả? Nhẹ mua hả? Giỏi quá ta. Hiền lắm. Nè, hiền, đẹp, xinh, đáng yêu. Mà hoa này là tự nhiên hay là hoa ấy Quỳnh? Hoa... hoa xăm. Hoa ngâm hả? Mà ngâm sao đẹp dữ Quỳnh? Ngâm kiểu xịn. À, ngâm xịt nè. Ngâm kiểu hiện. Không, cái này là ngâm sao mà đủ hay gì ta? Thì đó. Mà cái cây không có dính màu nha. Hay không? Những cái kỹ thuật cao á. À, đẹp không con? Đẹp không con? Thì là cái này có quá chắc luôn nè. Cấp màu hồng nè. À, màu hồng nè. Lát như nhảy bài gì vậy? Đây, bà coi đây, mặc đồ xấu xí gì? Cho bà này mặc đồ xấu dữ gì Quỳnh? Chưa, chút nữa tôi mới mặc đồ ấy. À, rồi nhảy với bà coi coi. Ok ok, xin lỗi. Đâu nhảy bà đó hay sao quên này? Con nhảy động tác cho bà coi coi. 2, 3, vô. Hay phải có nhảy hát được. Rồi đúng rồi, nhảy rồi. Vô, 2, 3. Tăng tăng tăng. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Con tự hát luôn đi. Vậy đó hả? Đám cưới gì hát luôn, nhảy bài nhạt nhẽo gì? Con ngơ nhảy nữa kìa. Ngơ nhảy mà ngơ đã sân khấu ra mất cỡ. À, mất cỡ hả? Yếu nghề. Cô có mời Ngọc nhảy không? Không. Nghe kì không? Không. Bây giờ xin bà nụ rồi. Chị đâu đó? Chị đâu đó? Chị chở mấy em cứng nữa nè. Vậy hả? Rồi, ai chứ? Con nữa hả? Ok. Thấy không? Ông hoài đó. Anh đi tìm về. Anh đi đâu? Tìm về. Dạ. Đi đâu? Nói chào. Ông hoài đi đâu nữa? Đi Tiền Giang, ông hoài sắp đi ấy rồi. Nghe đi đâu nữa? Giờ đi đám cưới. Ok. Ok, trời ơi. Ok, ai dạy ok vậy? Ừ, ok. Cưng quá. Cưng quá trời, cưng quá. Mời mà tự nguyện đi.
Con té này con ơi, té quỳ quỳ tay té con ơi, đi xuống nhà ba đi. Nha mẹ tắm giờ đi nè. Đi trễ. Đi chào. Đêm cưới. Đi cũng cưới đi chào à. Con có đi không? Có đêm cưới à? Có. Ba ba tới gì không? Đâu có ai mời ba đâu. Người ta đâu có mời ba. Rồi thôi. Ba bây giờ ba đi ấy nha không? Bye bye con. Bye bye con. Ba đi sinh nhật tạm biệt. Bye bye mẹ. Bye mẹ nha. Nhật nữa. Ghê thiệt. Thôi con đi theo ba đi. Con đi sinh nhật với ba nha. Sinh nhật với ba nha. Chịu không? Ba mày giữ mày ghê á. Rồi bye bye Nhi nha. Bye Nhi, ba mẹ nha. Bye bye bye. Thưa quý vị, chỉ còn vài phút nữa thôi là chúng ta sẽ đón giao thừa năm 2024. Lê Du Lâm xin chúc mọi người một năm mới phát tài, phát lộc, bình an và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là ca khúc Tết trả hết, gửi cho mấy con nợ. Tết rồi, trả nợ đi. Music. Lâu lâu mới ăn Tết mà.
Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn cần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.